Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin vụ án cục lãnh sự, Việt Nam nói sẽ xử lý không có vùng cấm ngoại lệ, có tin được không? Lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận 240.000 công dân được đưa về nước bằng hơn 1.000 chuyến bay trong đại dịch Covid và sai phạm ở cục lãnh sự sẽ bị xử lý không bao che, nhưng giới vận động nói chưa tin hoàn toàn. Hôm 17 tháng 2, bà Lê Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho báo chí biết rằng từ chuyến bay đầu tiên đưa công dân Việt Nam ở Vũ Hán về nước vào đầu tháng 2 năm 2020 đến nay, Việt Nam đã triển khai 1.000 chuyến bay và đưa công dân khoảng 240.000 người từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn. Tuy nhiên, việc lạm thu, đội giá ở rất nhiều tuyến đường bay đã gây ra hiện tượng giải cứu giá cao, giá cắt cổ, đã được đài BBC và các đài báo tiếng Việt khắp nơi trên thế giới đăng tải. Đây là hình ảnh các chuyến bay giải cứu với giá cắt cổ đã được dư luận viên tô vẽ với những câu khẩu hiệu như một Việt Nam ngạo nghễ với năm châu hay bay thẳng vào tâm dịch để đón đồng bào chỉ có thể là Việt Nam, rồi thì tự hào quá Việt Nam ơi. Sau khi 4 cán bộ của Cục Lãnh sự Việt Nam bị bắt và khởi tố, dư luận hy vọng sẽ có xử lý mạnh, nhưng sau nhiều tuần lại thời không khí có vẻ yên ắng trở lại. Đề cập đến vấn đề vụ việc, bà Lê Thu Hằng giải thích phương châm của nhà nước Việt Nam là vụ việc liên quan đến sai phạm của một số cá nhân lợi dụng chức vụ quyền hạn không thể phủ nhận những nỗ lực và kết quả nêu trên. Và rằng chủ trương nhất quán của Bộ Ngoại giao là sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, có liên quan và quan hệ điều tra ra sao. Trả lời đài BBC tiếng Việt vào hôm 18 tháng 2, ông Hoàng Hùng, hiện sống tại Cộng hòa Séc, là người quản lý trang Tôi và Sứ quán trên trang Facebook, chuyên nêu ra các vấn đề mà họ cho là sai phạm lạm thu của các cơ quan đại diện ngoại giao ở Việt Nam, khẳng định như sau. Cho đến thời điểm này, chưa có một cơ quan nhà nước Việt Nam nào làm việc chính danh với diễn đàn Tôi và Sứ quán nói chung và cá nhân tôi nói riêng. Tất cả các liên hệ với chúng tôi đều là dạng ẩn danh, họ chứng minh gián tiếp được là họ đang làm việc ở đâu cho cơ quan nào, nhưng họ không công bố tên tuổi, chức vụ thật sự của mình. Cho nên, nói đúng ra thì chúng tôi không được tạo điều kiện hay khích lệ nào cả, mà tự bản thân chúng tôi muốn minh bạch, muốn người dân đi đến các cơ quan đại diện Việt Nam không bị gây khó khăn, thì chúng tôi tự làm. Đây là hình ảnh vài tháng gần đây người Việt Nam bay về trong nước luôn chọn quá cảnh qua Campuchia bởi chuyến bay giải cứu có giá cắt cổ. Về vụ lạm thu vé hàng không giải cứu trong đại dịch Covid-19, ông nói tiếp: theo các nguồn tin tôi có được thì chính quyền Việt Nam mở rộng điều tra sang cả vấn đề lạm thu, hay nói chính xác là tham nhũng tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Còn cụ thể điều tra đến đâu, có vùng cấm hay không? Chúng ta đành chờ thời gian trả lời, chứ không biết là người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói như thế có chính xác hay không nữa. Thế nhưng, cho dù có vùng cấm hay không có vùng cấm, thì diễn đàn Tôi và Sứ quán chúng tôi vẫn tiếp tục công việc dùng luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam và luật pháp nước sở tại để chống lạm thu, chống tham nhũng ở các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài một cách ôn hòa, ông khẳng định. Việc lạm thu hay bố trí khâu trung gian để nhận tiền đặt vé trong dịch Covid-19 chỉ là một phần trong các hoạt động của các lệ riêng biệt đặt ra để kiếm tiền tại các cơ quan lãnh sự quán Việt Nam trên khắp nơi thế giới. Có ý kiến cũng trên mạng xã hội Việt Nam nói là làm thử con tính về số tiền mỗi khách hàng phải trả thêm, đôi khi đắt hơn vài lần, thậm chí 10 lần vé gốc, thì khoản tiền lên đến nhiều triệu đô la. Theo ông Hoàng Hùng, việc xử lý thông tin khiếu nại phản hồi lâu nay từ chính quyền Việt Nam có vấn đề, ông nói. Các thông tin về việc lạm thu của các trang của đại sứ quán đã gửi rất nhiều về cho lịch lãnh sự và cục lãnh sự các cơ quan chức năng trong và ngoài nước. Thế nhưng rất ít khi được trả lời một cách rõ ràng, minh bạch, phần lớn là họ truyền bóng cho nhau. Cũng đã có nhiều thành viên được trả lại tiền lạm thu. Cụ thể, gần đây nhất là một cặp vợ chồng đến lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức, đăng ký kết hôn. Phía lãnh sự báo giá là 450 euro sau khi đấu tranh và đăng bài trên
tôi và sứ quán đã chỉ phải trả có 70 euro. Đây là hình ảnh các lãnh đạo của Cục lãnh sự, bao gồm cả Cục trưởng, Cục phó bị khởi tố về tội ăn hối lộ trong những chuyến bay giải cứu. Còn hiện nay, người ta tự nhận là cán bộ cơ quan điều tra, chưa hỏi đến các vấn đề lạm thu của các cơ quan đại diện tại Việt Nam. Các báo Việt Nam chưa nói cuộc điều tra của Bộ Công an có tiết lộ ra các tuyến thu tiền, chuyển tiền liên quan đến các phòng vé cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài vận hành ra sao, nếu đó là các khoản ngoài luồng. Được biết, trên trang Tôi và Sứ quán đang có cuộc vận động để mọi người phòng lãnh sự của các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài phải có tài khoản công khai cho việc giao dịch cũng như có email để liên lạc. Trên trang Facebook cá nhân, nhà văn Đoàn Bảo Châu đưa ra ý kiến thu hút 300 lượt chia sẻ và bình luận. Đôi điều góp ý với cô Hằng, tức là bà Lê Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Thứ nhất là việc đưa công dân về nước là điều đương nhiên của một chính quyền nên làm, mà nói là chính xác là phải làm. Chính quyền là một bộ máy điều hành đất nước, thu tiền thuế từ doanh nghiệp, từ người dân, chính là để làm những việc như thế này. Cô nói kết quả giải cứu công dân là không thể phủ nhận. Cô cũng không nên nhấn mạnh quá, khiến công luận cảm thấy như thể cô đang kể công vậy. Vậy bộ ăn lương từ ngân sách sẽ làm gì nếu không phải là những việc như thế này? Câu hỏi được đặt ra. Hơn nữa, nếu tôi nhớ không nhầm thì công dân Việt Nam phải trả tiền để được trở về cơ mà. Đây là hình ảnh bà Lê Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam. Thứ hai, cô nói rằng chủ trương nhất quán của Bộ Ngoại giao là sai phạm đến đâu, xử lý đến đó, không bao che, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Tôi tự hỏi Bộ Ngoại giao, nếu muốn bao che, muốn tạo ra ngoại lệ thì có được hay không nhỉ? Hình như để làm được điều này thì cần có Bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nữa, mà bao che, tạo ra một ngoại lệ, mà lộ ra thì công luận sẽ phản ứng như thế nào? Thứ ba là hai điều trên cô nói là thừa, nhưng cô lại thiếu một phần vô cùng quan trọng. Với tư cách là đại diện của Bộ Ngoại giao, cô phải xin lỗi công luận về việc sai phạm của 4 cán bộ đã lợi dụng sự khó khăn để hút máu ăn thịt công dân. Họ chính là cán bộ của bộ cô đang đại diện để phát ngôn. Xin lỗi là điều nên làm, phải làm của một trưởng thành hay một cơ quan, tổ chức có tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp là như thế. Biết xin lỗi chẳng những không mất đi tinh thần ngạo nghễ, thực ra tạo nền tảng để ngạo nghễ hơn trong tương lai. Là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, tôi tưởng những điều này cần phải được chuẩn bị trước cho chu đáo. Phát ngôn không được thiếu, không được thừa. Cũng xin hiểu cho đây không phải là moi móc, vạch lá tìm sâu, nhưng đối đáp trong trường hợp này mà như vậy thì vào một vấn đề quan trọng hơn, khi phải đối đáp với ngoại bang mà vừa thiếu vừa thừa như vậy thì sẽ rất dở. Nhà văn Đoàn Bảo Châu nêu lên quan điểm của mình như vậy. Và khởi tố Cục trưởng Cục lãnh sự cùng 3 người tại Bộ Ngoại giao Việt Nam đã là thông tin lan truyền từ trước đến nay trong mạng xã hội, trong và ngoài nước, và người dân đang rất chờ đợi. Đây là hình ảnh ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam hiện nay. Vào ngày 28 tháng 1, Trung tướng Tuân Sô, Chánh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam cho báo chí biết rằng bà Nguyễn Thị Hương Lan, 48 tuổi, Cục trưởng Cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao, cùng 3 người tại Bộ Ngoại giao bị bắt giữ. Thông tin ban đầu nói, đây là vụ án liên quan đến tố cáo nhận hối lộ thì cấp phép cho một số công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước. Cùng tội danh xảy ra việc khởi tố tạm giam ba ông là Đỗ Hoàng Tùng, 42 tuổi, Phó Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Lê Tuấn Anh, 40 tuổi, Chánh văn phòng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, và Lưu Tuấn Dũng, 35 tuổi, Phó phòng bảo hộ công dân Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Trước đó, Chính phủ Việt Nam đã nói về hành vi trục lợi thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay giải cứu. Thông điệp được người phát ngôn Bộ Ngoại giao đưa ra vào ngày 20 tháng 1 trong cuộc họp báo vào đầu năm 2022 rằng quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, những hành vi trục lợi tiêu cực hay thay đổi tính chất nhân đạo của chuyến bay giải cứu cần bị lên án trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Bà Lê Thị Thu Hằng đã nói như vậy. Hôm 31 tháng 1 năm 2022, ông Thủ tướng của Việt Nam Phạm Minh Chính đã biểu dương lực lượng công an nắm chắc tình hình, phát hiện khởi tố điều tra vụ án xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương điều tra để đưa ra xét xử vụ án này, và liệu Đảng và Chính phủ Việt Nam có làm đến tận nơi tận chốn hay không thì người dân đang chờ xem.
Kính mời các bạn xem bản tin vì sao lãnh đạo Việt Nam dự các lễ của Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống. Đầu xuân Nhâm Dần có thêm một loạt sự kiện khiến người ta chú ý ở Việt Nam. Các lễ truyền thống với sự tham gia của các quan chức lãnh đạo cộng sản cấp cao. Các báo của Việt Nam cho hay hôm 7 tháng 2, ông Bí thư Nguyễn Văn Nên đã dự lễ khai ấn và hạ nêu tại lăng Tả quân Lê Văn Duyệt. Cùng ngày, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng tham gia lễ tịch điền ở Đội Sơn, Hà Nam, một truyền thống đã bỏ từ thời vua Khải Định nhưng được khôi phục vào năm 2009. Theo tích vua Lê Đại Hành, cày tịch điền lần đầu tiên dưới chân núi Đội vào năm Đinh Hợi 987. Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán ngày tháng 2 năm 2019, ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước khi đó là giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng đã dâng hương ở chùa Trấn Quốc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn Hoàng Trung Hải, Tô Lâm và Nguyễn Đức Chung khi đó thắp hương ở chùa Trấn Quốc. Nay thì rất nhiều vị trong đó đã vào tù. Những nghi lễ tương tự của ông Trọng và các lãnh đạo Việt Nam khác được lập lại với sự có mặt của các vị sư sãi thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở nhiều nơi khác nhau trong nhiều dịp khác nhau. Cùng lúc, việc xây dựng các cơ sở thờ tự lớn và một số hoạt động của sư sãi đã gây nhiều tiếng vang trong xã hội, tạo hình ra hình ảnh sư hư chùa khủng. Việt Nam làm gì với sư hư và chùa khủng là câu hỏi cũng được dư luận xã hội đặt ra. Từ đâu có lễ tịch điền hay là chuyện vua đi cày ở châu Á? Vào hồi tháng 10 năm 2021, báo của Việt Nam đăng trang trọng trên các trang tin với bài viết ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi vòng hoa kính viếng Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Quan chức Việt Nam cũng thường thăm viếng đại diện các lãnh đạo tôn giáo khác nhau như Công giáo, nhưng đài báo nước này thường ưu tiên tin về các hoạt động của lãnh đạo dành cho các sự kiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tín ngưỡng truyền thống. Ngoài ra, gần đây, các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam không chỉ dự lễ mà còn hành lễ như dâng hương, hạ ấn, cày ruộng. Họ đặt mình vào các vị thế của thành viên cộng đồng tín ngưỡng và niềm tin đó. Cũng có thông điệp chính trị gì nằm trong những giao tiếp này của các vị lãnh đạo là câu hỏi cũng được dư luận đặt ra. Điều này có hiệu quả chính trị nhất định và đã gây ra nhiều bình luận. Chẳng hạn, một cây bút ở Việt Nam, kiến trúc sư Dương Quốc Chính thì cho rằng Phật giáo ở Việt Nam bây giờ cũng gần như quốc giáo. Đảng tuy không chính thức công nhận điều đó, nhưng nhìn cách ứng xử của lãnh đạo, của Đảng và Chính phủ là biết lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam rất được trọng vọng. Các vị Thượng lão Hòa thượng, lãnh đạo giáo hội khi viên tịch là có tứ trụ đến viếng là đủ hiểu rồi. Còn viết trên trang Facebook vào ngày 5 tháng 2, ông Dương Trung Quốc cũng nêu đánh giá riêng tiếp như sau. Đến thời Cộng sản 2.0, bên Trung Quốc là từ Đặng Tử Bình và Việt Nam là từ Nguyễn Văn Linh đến nay, người ta mới khôi phục lại tam giáo đồng nguyên và đưa nó lên một tầm cao mới trong việc trị quốc và duy trì chế độ. Chùa chiền được xây dựng nhiều, to đẹp, hoành tráng, thầy cúng được tự do hành nghề, tư tưởng nho gia được khuếch trương với đạo quân và thần, đề cao tinh thần trung quân, ái quốc. Kết hợp tam giáo với chủ nghĩa cộng sản sẽ thành thứ giáo đồng nguyên thì vô địch thiên hạ về việc trị quốc an dân. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia lễ tịch điền ở Đội Sơn, Hà Nam. Một số nhà nghiên cứu nước ngoài thì cho rằng trong quá trình chuyển sang nền kinh tế tư bản, tôn giáo ở Việt Nam không mất đi ý nghĩa mà tiếp tục tồn tại. Ngay từ năm 2007, Philip Taylor đã nêu ra vai trò gia tăng, lan rộng của việc thờ cúng tổ tiên và các đạo giáo truyền thống thời đổi mới ở Việt Nam. Ông nhấn mạnh đến sự thể hiện ra bên ngoài của hành vi tôn giáo trong dân chúng và nay thì chúng ta thấy ở cả các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản. Điều này có thể dẫn tới cách hiểu rằng việc quan chức hành lễ, dự lễ mang tính hình thức. Chưa kể có ý kiến cho rằng việc quan chức thờ cúng là do văn hóa sống nông cạn. Nhà văn Đoàn Bảo Châu vào năm 2019 cũng có bài viết được đăng tải trên đài BBC nêu quan điểm như sau.
người cộng sản thời kỳ đầu đã phá tôn giáo, phá bỏ chùa chiền, thờ ông bà còn bị quy chụp là mê tín dị đoan. Giờ thì lại mê tín quá mức, quan chức xì sụp vái lạy xoắn xít thầy bà. Đấy là do văn hóa sống nông cạn, không tin vào con người nên lúc thế này, lúc thế khác. Cả đời chỉ coi quyền lực, vị trí là quan trọng, bao thời gian chỉ lo đấu đá, có lúc nào đọc sách, lúc nào suy ngẫm và thiền định đâu để hiểu sâu sắc về những điều ấy. Họ thực ra là những con người yếu kém về văn hóa, yếu đuối về tâm hồn. Chính vì vậy mà họ hay sai lạc. Sai lạc nên không nhất quán, hay thay đổi, gió chiều nào, che chiều nấy. Đây là hình ảnh vào ngày 13 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ông lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với dân hương tưởng niệm ông Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Hồ Chí Minh trên núi Ba Vì, Hà Nội. Định nghĩa lại ranh giới tâm linh cho Đảng Cộng sản Việt Nam là điều cũng được đặt ra. Hôm 10 tháng 2 năm 2022, trang báo Quân đội Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam có đề cập đến hiện tượng thờ cúng trong quan chức và thừa nhận rằng một trong những trăn trở của không ít cán bộ, đảng viên hiện nay là tham gia đời sống tâm linh như thế nào cho phù hợp, để không vi phạm Điều 19 là quy định số 37 QĐTV về những điều đảng viên không được làm. Đó là mê tín, hoạt động mê tín, ủng hộ hoặc tham gia các tôn giáo bất hợp pháp hoặc lợi dụng các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi. Nêu ra vấn đề này, bài báo giải thích thêm, ranh giới giữa hoạt động tâm linh với hoạt động mê tín dị đoan thường rất mỏng manh. Định hình được ranh giới ấy, cán bộ đảng viên sẽ thấy thoải mái, tự tin hơn trong tham gia các hoạt động tâm linh. Kiến trúc sư Dương Quốc Chính thì mô tả việc này như sau. Ngày Tết là ngày mà tứ giáo được thể hiện rõ nét nhất, từ việc thờ cúng tổ tiên, đạo mẫu, đi chùa, đền, lễ cầu an, cầu tài lộc, cầu duyên, cầu tự và kỷ niệm thành lập đảng. Còn trang báo Quân đội Nhân dân thì tin rằng nay là lúc cần kết hợp niềm tin truyền thống và niềm tin ý thức hệ của Đảng Cộng sản. Niềm tin vào sự tích con rồng cháu tiên, niềm tin vào hồn thiêng sông núi, niềm tin vào linh khí tổ tiên vân vân. Khi hòa quyện vào niềm tin của Đảng Cộng sản sẽ tạo thành sức mạnh tinh thần to lớn trong mỗi cán bộ đảng viên để thực hiện khát vọng hùng cường thịnh vượng. Ở góc độ nào đấy, một số động tác làm lễ của lãnh đạo của Việt Nam đôi khi còn mang ý nghĩa tích cực để sửa sai lịch sử. Theo các ý kiến từ Thành phố Hồ Chí Minh đã nói như vậy với Đài Tiếng nói BBC sau lễ ở Lăng Ông. Vào năm 1975 ở miền Nam, thái độ ban đầu của chính quyền là phủ nhận gần như toàn bộ triều Nguyễn và các đại công thần của vua Gia Long, mà Tả Quân Lê Văn Duyệt là một nhân vật tiêu biểu. Nhưng ngày hôm nay, Bí thư Nguyễn Văn Nên đã nhắc lại Lê Văn Duyệt để ghi công bao thế hệ tiền nhân đã hy sinh xương máu, công sức xây dựng, bảo vệ cho chúng ta có được độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là hình ảnh ông Bí thư Nguyễn Văn Nên thắp hương tại lễ khai ấn và hạ nêu tại lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt vào hôm 7 tháng 2 năm 2022. Hiện cũng chưa rõ bước tiếp theo có phải là nhà nước phục hồi đúng vị trí lịch sử của các vua nhà Nguyễn hay không. Về trào lưu đầu tư xây dựng chùa, kinh doanh tâm linh ở Việt Nam, kiến trúc sư Dương Quốc Chính tiếp tục đưa ra bình luận của mình như sau. Đầu tư để xây chùa dễ ở, toàn thấy anh em sư tự tìm vốn xây chùa, rồi xin được làm trụ trì, đại khái cũng như start-up tức là khởi nghiệp vậy. Phải làm thế vì các chùa có sẵn thì kín chỗ rồi, phấn đấu lên trụ trì là hơi bị khó vì tuổi hưu của sư lại quá cao, giờ đến khi sư huynh nghỉ hưu để mình lên chức thì ốm. Hơn nữa, cạnh tranh bây giờ quá khốc liệt vì còn phải đấu tranh với anh em sư theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có bảo kê, quan hệ, không biết trong ngành có hay chạy chức hay không. Em là có. Chính vì thế nên chùa giờ mới mọc ra như nấm, giống như công ty mà thôi. Vốn ít thì mở chùa nhỏ, chỗ khỉ ho cỏ gáy rồi thu tiền đẻ từ bần nông. Vốn dày thì mở chùa to luôn, thường là nâng cấp từ một chùa cũ, cổ, bé bằng lỗ mũi. Kiểu đó cơ bản cũng như anh em đầu tư bỏ vốn cho mấy công ty nhỏ có tiềm năng, rồi PE quảng cáo làm thương hiệu rồi thu tiền.
Kiểu này thường chỉ hiệu quả khi đầu tư vào mấy chùa nhỏ, chưa có thương hiệu như chùa Bái Đính. Ngày xưa làm gì có ai biết chùa ấy ở đâu. Thực tế bây giờ cái chùa cũ cũng chỉ bằng có lỗ mũi. Chính mình đi Bái Đính mấy lần còn chưa vào đó, chỉ vào cái showroom mới thôi. Các chùa cổ to có tiếng từ xưa đến nay, anh em đại gia lao vào dây máu ăn phần hơi khó. Như vụ Xuân Trường định đầu tư vào chùa Hương không ăn thua, vì chùa ấy tiền vào như nước sẵn, ngu gì mà chia bánh cho thằng khác. Đây là hình ảnh chùa Bái Đính, nơi mà người dân mô tả rằng các nhà đầu tư hàng tháng phải đem xe tải đến chở tiền cúng dường về chia nhau. Thế mà chùa Yên Tử vẫn có đại gia vào được mới tài, nhưng chắc tỷ lệ ăn chia giọt đầu không được mấy, chỉ là ăn theo ở những hạng mục mới thôi. Kiểu ấy chắc giống bên Liên Doanh chứ không như Bái Đính. Quảng cáo làm thương hiệu cho chùa thì có nhiều bài như đi rước xá lợi Phật rình ràng từ Ấn Độ, Nepal gì đó về đặt, rồi xây tượng Phật to nhất Đông Nam Á vân vân, hay mời sư nổi tiếng có danh phận trong giáo hội Phật giáo làm trụ trì, cũng như các công ty mời sale về làm mà thôi. Nếu xây được chùa to, quan hệ ngon thì đứng ra tổ chức mấy cái hội nghị Phật giáo quốc tế, cũng như mấy khu vực du lịch đứng ra đăng cai thi hoa hậu mà thôi. Chung quy cũng là bơm thổi để câu view khách thập phương. Khách đến nhiều thì sẽ hốt được nhiều tiền. Các công ty bình thường thì phải minh bạch tiền thu chi rồi tính toán lợi nhuận để đóng thuế. Còn đầu tư vào chùa thì chỉ có Phật mới kiểm toán nổi. Ai mà biết được tiền cúng dường thật là bao nhiêu, mà chùa thì tất nhiên không phải đóng thuế. Chùa thì có rất nhiều khoản thu, dễ nhất là tiền cúng dường, rồi đến tiền cúng giải hạn. Ngoài ra các sư cũng chạy sâu, đánh quả lẻ như xem phong thủy, làm lễ cúng đám ma, động thổ, cất nóc, cúng bái các loại cho người dân. Anh em sư sãi bây giờ tài lắm, dành tất cả các môn độn giáp, phong thủy, cúng bái, tử vi, kinh dịch đến trò và bán chữ. Chùa còn có cửa kiếm nữa, đó là vì dân Việt Nam, ai mà chả là tù nhân dự khuyết. Quan lại thì càng thế, nên thành phần có tâm bất an ngày càng đông, nên họ có nhu cầu cúng dường để an tâm. Anh em làm càng nhiều điều thất đức thì càng cúng dường nhiều hơn.